Kính chào các bạn yêu cờ. Trong video này, kênh Học Cửa Thứ Online sẽ gửi tới các bạn hai ván cờ đỉnh cao của hai danh thủ khét tiếng của kỳ đàn Trung Hoa. Bên đỏ đi tiên là danh thủ Vương Thứ Nhất, người cầm bên đen là danh thủ Trịnh Huy Đồng. Đây là vở đấu đánh trong giải cờ tướng Big Queen Boy trong mùa giải năm 2018. Kính mời các bạn đón xem.
吃。 将军。 吃。吃。吃。吃。吃。将军。吃。吃。
吃. Và từ hình cờ trên, sau phần cờ cho Vích sĩ quan bắt xe thì bên đen đến từ danh thủ Trịnh Duy Đồng, anh phải buông cờ xin thua. Sau đây xin mời các bạn đón xem trận đối đầu giữa hai anh đánh trong giải cờ tướng cá nhân Trung Quốc trong mùa giải năm 2019. Đây vẫn là ván cờ mà Vương sẽ cầm bên đỏ đi tiên. Chứ. 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 Thank you.
吃 将军。 将军。
将军。将军。Như vậy kênh học của Tướng Lai vừa gửi tới các bạn hai ván đấu trên hai ván cờ quá hay và ấn tượng đến từ ngoại tình lấy khách Vương Nhất. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.